Đây là một cái review cực kỳ cá nhân và chủ quan, chứ nó không phải là chân lý đâu. Các bạn có thể tham khảo để kiểu lấy ý kiến đi xem thôi, chứ đừng dựa vào đây là chân lý nhé. Kịch bản nhàm chán, phản diện nhạt nhòa, phát triển nhân vật gượng ép. Có mời chắc tôi cũng không nghĩ được đây là những lời nhận xét dành cho gấu Po. Ý tôi là Jack Black cơ mà. Thì Kung Fu Panda đã quay trở lại sau 8 năm. Tôi khá chắc là không chỉ tôi mà còn rất nhiều anh em từ hồi nhỏ đến lớn đều mong chờ ngày con Po này nó tái xuất. Nhưng mà chắc là vì kỳ vọng nhiều nên là phim nó không đạt được những gì tôi kỳ vọng. Dĩ nhiên là phim thì vẫn vui và giải trí, đó là cái điều cốt lõi mà chúng ta cần và phim nào cũng nên có. Tuy nhiên là sau hai phần phim cực kỳ đỉnh cao và phần 3 thì bớt đỉnh cao đi một tí, thì phần 4 này tôi cảm giác là mọi thứ nó tụt hẳn xuống một cách đột ngột, khiến cho trải nghiệm xem phim của tôi không thực sự được bùng nổ. Cảm giác như kiểu là đang xem Man City xong rồi phải qua xem MU đá. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Kung Fu Panda? Review chi tiết sẽ có ở phần sau của video. Và video này được mang đến cho bạn bởi shop Trùm Cuối, shop bán áo chính thức của The Reviewer, mặc vào như long bào, múa võ kung phu thì hết sẩy. Cùng với đó chúng tôi còn có chùm figure, nên mà chúng tôi bán cực kỳ nhiều figure cho các bạn mua về trang trí nhà cửa. Và ngoài ra chúng tôi còn có một group về phim tên là Phim Này Hay Phết, nơi mọi người có thể tham gia để thảo luận, chém gió hay là trêu mấy ông sitting phim ảnh. Còn bây giờ là review Kung Fu Panda. Năm 2008 thì DreamWorks tung ra một bộ phim hoạt hình về một con gấu trúc đánh võ kung phu. Nghe thì tào lao phết ấy, nhưng mà trong đấy lại có nhiều câu chuyện sâu sắc, tình huống hài hước, được lòng khán giả, và thế là một huyền thoại được tạo ra đến tận ngày nay. Sau hơn 20 năm, Kung Fu Panda đã có 3 phim chiếu rạp và 2 phim bộ. Có thể nói là gấu Po thì nó đã trở thành một cái hiện tượng đại chúng không thua kém gì so với các linh vật của Disney. Phần 3 thì theo ý kiến của nhiều người thì có đôi chút sẻ chân nhưng mà cũng chưa phải là quá tệ. Và phần 4 trở lại sau 8 năm thì khoảng thời gian chờ đợi lâu nhất so với 2 phần trước. Tất nhiên là kỳ vọng sẽ cao, và cũng như là các khán giả hồi trước xem phim ý, thì bây giờ cũng lớn cả rồi, nên là cái nhân sinh quan của họ sẽ khác. Mọi người sẽ kỳ vọng một cái gì đấy đột phá và sự nâng cấp trong các cảnh hành động. Chưa kể là trước khi ra phim thì chúng ta thấy Thai Lung này thì ai cũng hy vọng là đây sẽ là một cái trận chiến thật là huyền thoại. Nhưng mà khán giả tính, khán giả kỳ vọng thì không bằng nhà sản xuất tính. Khi Kung Fu Panda 4 được công chiếu thì theo tôi tìm hiểu, khán giả nhận định là đây là phần phim tệ nhất trong 4 phần của Kung Fu Panda. Nguyên nhân thì là do kịch bản và phát triển nhân vật, khi mà Po thì không thể hiện được điều gì mới mẻ sau khi tiếp nối sư phụ Uwei này, còn hai nhân vật mới là Zen và Chameleon thì cũng đi vào lối mòn của sự phát triển. Nói chung là theo nhiều người thì đây là một bước lùi khá sâu của chuỗi phim. Tôi thấy có một lý do khá là thuyết phục là đây là phim cho trẻ con mà, nên là câu chuyện nó nên tối giản mất não thôi, còn các cảnh hài hước thì nên được spa mạnh mẽ hơn. Biết đâu là hồi trước thì thực ra nó vẫn thế, nhưng mà các bố lớn rồi thì không thích xem nữa thì sao. Về mặt doanh thu ấy thì phim đã thu được rất nhiều tiền chỉ sau vài ngày đầu công chiếu, nhưng mà nhiều người bảo là vắt sữa kiểu xôi thịt như này thì thế là không xứng đáng với những gì gấu Po đã và có thể làm được. Về mặt nội dung thì phần 4 tiếp tục hành trình của Po sau khi được sư phụ Uwei giao cho trách nhiệm trở thành thủ lĩnh tinh thần của thung lũng, đồng nghĩa với việc là cậu này phải từ bỏ danh hiệu thần long đại hiệp và trao nó cho một người khác. Và đúng lúc này thì một kẻ phản diện với khả năng biến hình là Chameleon nổi lên. Với sự giúp đỡ của một cô cáo tên là Zen thì Po lên đường đánh bại Chameleon. Đấy, nội dung cơ bản nó là thế. Đánh giá chung thì như tôi đã nói ở trên, câu chuyện thì nó không phải quá tệ đâu, nhưng mà cách phát triển của nó thì với kỳ vọng của tôi là hơi nhạt. Thôi nhưng mà cứ khen trước đi. Trở lại sau 8 năm thì với công nghệ đồ họa mới, dĩ nhiên là phần đồ họa và hình ảnh của phim nó gọi là đỉnh, chuyển động nhân vật cảm giác mượt hơn so với các phần trước này, và rõ ràng là đánh nhau trông đẹp hơn nhiều. Tiếp theo là yếu tố hài hước đi, thì một trong những cái điều cốt lõi nhất của Kung Fu Panda ấy, thì nó lại không phải là kung fu mà nó là panda. Đánh nhau kiểu gì thì đánh, kung fu kiểu gì thì kung fu, nhưng mà nó phải hài, không hài chắc chắn không phải là Kung Fu Panda. Và rõ ràng là nhà sản xuất cực kỳ hiểu cái điều này. Cái phần 4 này có nhiều tình tiết hài hơn rất nhiều các phần trước cộng lại, thậm chí là bằng cả 3 phần trước cộng lại. Lý do thì tôi đã nói ở trên rồi, chắc là phim cũng muốn hướng tới các bạn nhỏ nhiều hơn, nên là hài hước là một thứ không thể thiếu. Và ít nhất là ở mảng này thì họ đã thành công, và đó là những gì mà nhà làm phim đã làm được. Còn lại thì nó là một bộ phim về lối phát triển mà đi vào lối mòn. Về nhân vật Po thì Po đã trở thành thủ lĩnh tinh thần của thung lũng. Đó là một cái bước tiến quan trọng trong phát triển tâm lý của Po. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra cái danh hiệu thần long đại hiệp nó chỉ là một cái danh hiệu cấp làng, còn lên thành phố thì chả ai biết Po là ai, thậm chí họ chỉ nghe qua Sifu và Tai Lung thôi, còn thần long đại hiệp thì là ai chả ai biết, chả ai quan tâm. Sau 3 phần phim đầu tiên ý, thì Po tìm ra được mục đích sống của bản thân, thì cái phần này cậu này phải tìm ra được mục đích sống vì cộng đồng và phải học cách để trở nên vĩ đại khắp bờ cõi như sư phụ Uwei đã từng làm. Và phim sau khi tôi xem thì tôi thấy là chưa phát triển được điều đấy, mà ta chỉ thấy gấu Po bị dắt mũi từ đầu đến cuối và ở đấy để hài trong mọi câu thoại thôi, rồi là sử dụng hào quang nhân vật chính để kết thúc mọi thứ. Cảm giác như là những cái sự phát triển từ 3 phần đầu tiên ấy nó về gần như bằng không. Tiếp theo là nhân vật phản diện Chameleon. Đây là một nhân vật mà hứa hẹn sẽ là kẻ thù mạnh nhất của Po từ trước đến nay, vì sức mạnh là lấy được từ tất cả những đại hiệp kung fu mạnh nhất từng tồn tại. Nghe kinh đúng không? Nghe tiềm năng, nghe
quanh nhau chắc phải điền lăm. Và cũng như rất nhiều tài năng ngoài kia khác thì mọi thứ chỉ dừng lại ở tiềm năng. Khi mới xuất hiện ý, thì Chameleon toát ra được một cái sự rất nguy hiểm và gian xảo, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Nói chung là một kẻ khao khát quyền lực, thì phim đã làm được cái vấn đề này là phát triển nền tảng của kẻ phản diện. Nhưng mà đến cái phần kết của phim ý, thì tôi cảm giác là những kẻ tỏ ra nguy hiểm thì thường lại không nguy hiểm. Kiểu một kẻ phản diện có khả năng biến hình, khả năng hút sức mạnh từ người khác siêu dễ chỉ bằng một cái đá lưỡi, và khi có đủ tất cả các sức mạnh để bán hành cho khắp đại lục thì nó quyết định biến thành một con rồng khổng lồ và bò ngoe nguẩy xung quanh để tàn phá. Thế thì kung fu cái gì? Kiểu tưởng nó hút hết kung fu của các đại hiệp khác thì đi đánh nhau chứ. Thà như Kai trong phần 3 hút chi, hút xong sao? Hút xong vẫn đánh võ của bản thân. Đây Chameleon hút được võ của Tai Lung, hút được võ của Shen, xong nó làm gì ạ? Nó hóa rồng rồi nó cắn ạ. Mà rõ ràng nhá, trước đấy Chameleon còn nói là mình khao khát kung fu, thì tôi nghĩ là nhà làm phim mà khi kết hợp tất cả các sư phụ vào thì sẽ thể hiện là con boss đang rất mạnh. Nhưng mà đây là phim võ thuật, không phải là Godzilla và Kong, không phải là cứ to xác cồng kềnh lăn qua lăn lại phá hủy thành phố là mạnh. Thứ tôi cần là võ thuật, là chân phải chân trái, là móc vòng rồi là đấm điếc giáp dưới các thứ thì mới là kung fu panda Vịnh Xuân Quyền đâu. Thậm chí là phần 3 nhá, một phần toàn gia trưởng, thậm chí là vào cõi linh hồn đánh nhau thì nó vẫn có chất võ. Còn cái con rồng bò qua bò lại này để làm cái gì? Nhưng mà nhá, đó chưa phải là tất cả đâu. Ok, rồng thì cũng hay đấy, nhưng bạn có nghĩ là con rồng này sẽ bị hạ bởi một chiêu thức cực kỳ đơn giản, thứ mà Po thích dùng lúc nào cũng được không? Tôi nhắc lại nhá, là chiêu thức mà Po thích dùng lúc nào cũng được, nhưng mà cậu không dùng, và cậu cũng không hề dạy một tí nào cho con cáo gen, nhưng mà cô vẫn dùng cực kỳ mượt. Mà mọi người nên nhớ là để sử dụng chiêu thức này nhá, Po đã phải tốn 2 phần phim để đạt được Inner Peace. Nhưng mà gen, một con cáo không có sự phát triển nào rõ rệt, đã làm được ngay lập tức. Mà cái buồn cười hơn là Po còn cố tình nhốt trong lồng để làm xúc tác cho gen sử dụng chiêu này. Hó, kiểu sự yên bình của thung lũng đang bị đe dọa, và Po quyết định là sẽ diễn xuất một chút chỉ để khích tướng gen tung ra một chiêu mà Po có thể tung ra bất kỳ lúc nào để đánh bại Chameleon. Thì cũng có thể gọi là báo chữa là đây là phim trẻ con thì sao cứ phức tạp hóa lên làm cái gì. Thì tôi chỉ muốn nói là phần 1, phần 2 thì cũng là phim trẻ con mà, nhưng mà nó cũng khá logic đấy chứ, và nó cũng sâu sắc mà. Phần này thì nó chưa được như thế. Ok, nói sang con cáo gen đi. Ít nhất là lối phát triển của gen thì tôi thấy là sáng cửa hơn Chameleon. Với tôi thì cô này đã có một quá trình xây dựng nhân vật khá là chỉn chu. Chỉ có mỗi đoạn cuối là bị chuyển biến nó vội thôi. Kiểu một đứa bé, từ bé đã danh mãnh là còn được nhận nuôi bởi một người độc ác, thì nó có trở thành người tốt trong một vài ngày được không? Và thậm chí nó còn đi lan truyền việc làm người tốt cho người khác. Thì tôi không nghĩ là nó có thể nhanh thế. Nghĩa là có ấy, nhưng mà không nhanh thế. Trong phần này thì Po chính là thứ đã khiến gen thay đổi. Nhưng mà với những gì tôi nhìn thấy ở trong phim ấy, thì tôi thấy là những gì Po làm là chưa đủ. Kiểu chỉ đơn giản là mất cái gậy mà đã khiến gen phải mủi lòng và phản lại người nuôi dạy mình thì nó chưa thuyết phục với tôi lắm. Hai nhân vật khác tuy phụ nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc đến là hai người cha của Po. Mục đích của họ trong phần này là vẫn thể hiện tình cảm của mình đối với Po, tăng thêm một chút cảm xúc gia đình cho phim. Nhưng mà tôi thấy là cái điều này thì phần 3 làm khá hoàn chỉnh rồi. Tôi không nghĩ là phần 4 cần hai nhân vật này xuất hiện nhiều đến thế. Nhiều đến mức mà phim không đủ thời lượng cho hai nhân vật mới là Chameleon và Gen luôn ấy. Thì tôi thấy là khiến cho cái phần tính cách của hai nhân vật này cuối phim bị vội. Và cuối cùng đi, cái mà điều mà tôi thấy đáng lẽ phải bùng nổ nhất, phải biến phim trở thành Kung Fu Panda No Way Home ấy, thì lại hóa ra chính là con dao đâm ngược lại bộ phim. Cụ thể là cái sự trở lại của các phản diện cũ. Tai Lung được trao một ít đất diễn, phô diễn một chút võ thuật, nói vài câu cho vui mồm, và thế là hết. Và Sen và Kai thì còn thảm hơn, chả được nói câu nào, và trở lại thì cũng chỉ kiểu cameo thôi. Và cái cách mà các phản diện này khi gặp lại Po ấy, thì tôi thấy là rất kỳ quặc. Tai Lung thì có thể hòa bình được với Po thì còn hợp lý, nhưng mà Sen và Kai thì theo tôi thì là không. Chưa kể là Kai thì còn trở về từ cõi linh hồn nữa và sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích này. Xong rồi đến phần này thì lại ngoan, xong rồi đúng là chắc là về thì phải quẩy quẩy tí chứ, đúng không? Thì ở phim này lại thấy ngoan như cún, xong rồi đi về cõi linh hồn như không hề có chuyện gì xảy ra. Kể cả Sen đi, có khi Sen phải lao vào đâm chém với nhau với Po thì nó mới sướng, nhưng mà vẫn cứ là câm như hến và lặng lẽ về cõi linh hồn. Tôi nghĩ là các đạo diễn của ba phần trước tốt nhất là không nên xem cái phần này, bỏ công ra xây dựng nhân vật hết hồn các thứ, đạo diễn phần này cho vào fan service xong rồi đi ra. Thậm chí trước khi ra đi thì đều chắp tay cúi đầu trước Po vì thán phục cậu này đã đánh bại Chameleon. Tại sao? Thán phục vì cái điều gì? Vì đã vĩ đại như Master Uway. Một người mà Kai gặp là đánh, Tai Lung thì gọi là lão già lầm cẩm. Đến cái mức như Uway vẫn còn chưa thuyết phục được những người kia thì tại sao lại họ lại thán phục Po? Nói tóm lại là tôi thấy nó chưa hay tại vì cái phát triển nhân vật nó chưa ổn và xử lý những cái tình tiết sẵn có cũng không đến nơi đến chốn. Những cái mà phim làm được là fan service và có rất nhiều tiếng cười cho khán giả, thì nó sẽ tùy xem là bạn thích cái gì. Nhưng mà tôi thấy là phim có thể làm tốt hơn nhiều,
Và tới này thì sẽ còn 2 phần nữa cơ, có đến tận Kung Fu Panda 6 cơ. Thì mong là 2 phần tiếp theo thì kịch bản nó sẽ được trau chuốt hơn để Po gỡ gạc lại được hình ảnh một tí. Nói chung là tôi chấm điểm cái phim này là Eminem và Afrojack, tại vì trong phim toàn là tôi là vui vẻ. Đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.